Anh chị và các bạn thân mến, chúng tôi đã quay trở lại và sẽ đồng hành cùng anh chị và các bạn trong nội dung video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái hiện tượng, một cái ban lỗi liên quan đến quá trình khai thác vận hành máy photocopy. Và cái hiện tượng này xảy ra sẽ làm cái sự phiền toái khó chịu cho anh chị và các bạn hơn cái ban SC540-03 rất nhiều. Và hiện tượng này xảy ra nếu như anh chị các bạn khai thác một cái lệnh in một cái bản photo nhân bản nhiều, thì đây là một hiện tượng anh chị và các bạn sẽ rất thường xuyên gặp và sẽ gây cho anh chị và các bạn rất nhiều những cái tổn thất về giấy và cái sự khó chịu khi mà anh chị và các bạn vận hành máy photo. Vậy hiện tượng này như thế nào và cách giải quyết vấn đề như để khắc phục hoàn toàn cái tình trạng này không lặp lại nữa, thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn trong nội dung video ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực tế trên máy photocopy. Tôi sẽ vào lệnh copy và chúng ta sẽ cùng quan sát xem hiện tượng này là gì và máy anh chị và các bạn đang dùng đã gặp hiện tượng này bao giờ chưa, thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong nội dung video ngày hôm nay. Vâng, đây là hiện tượng chúng ta sử dụng máy thậm chí là chưa ra được tờ nào luôn, đã báo trên màn hình hiển thị đó là cái tín hiệu kẹt giấy. Trên sơ đồ máy thì chúng ta thấy đây là tình trạng mà chúng ta nhân bản và chụp chế độ hai mặt, thì chúng ta thấy gần như toàn bộ cái phần hình khối máy trên bảng điều khiển có hiển thị tất cả các vị trí đều có tờ giấy dắt. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa chính và kiểm tra xem là và lấy tờ giấy ra, sau đó tiếp tục chúng ta thử lại cái lệnh này nữa. Với trường hợp này, rất nhiều cái trường hợp là chúng ta có thể lấy tờ giấy ra và máy tiếp tục chạy được một số tờ rồi lại bị, thì chúng ta sẽ, đây là cái ban rất là gây cho anh chị và các bạn rất nhiều cái sự phiền toái. Và có một số anh chị và các bạn theo dõi kênh của chúng tôi cũng thường xuyên hỏi cái ban này liên đến cái lỗi máy của anh chị và các bạn dùng. Rồi chúng ta lấy giấy này kiểm tra các tín hiệu này. Với máy photo, những cái mẫu photo đời cao, thì các vị trí đèn báo cảnh báo này thì trong quá trình mà báo dắt giấy, dù tờ giấy có ở đó hay không, thì khi mà đèn cảnh báo thì chúng ta cũng phải mở cửa để thao tác, đó là kiểm tra. Và thao tác mở cửa này đóng vô nó cũng như là một cái thao tác reset để cho máy tiếp tục vận hành. Rồi chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Nếu như một cái máy đang chạy lệnh nhân bản nhiều mà xảy ra kẹt giấy thường xuyên thì quả là một cái ban rất rất khó chịu và gây cho cái người dùng máy chúng ta một cái sự khó chịu nhất định, là một. Thứ hai là nó liên quan đến cái sự gián đoạn công việc, và nếu như làm cái sản phẩm đầu ra khách hàng đang đứng chờ mà cứ tưởng tượng là đó, mỗi nhịp lại dắt giấy, mỗi nhịp lại dắt giấy. Rồi tôi sẽ tiếp tục thao tác, sau đó chúng ta sẽ bắt bệnh. Trong quá trình anh chị và các bạn dùng máy thì chắc chắn sẽ không dưới các cái ban bình thường thì không dưới một lần, nhưng ban này thì tôi nghĩ là không dưới 5 đến 10 lần. Anh chị các bạn nếu là người dùng máy và vận hành cơ sở kinh doanh dịch vụ thì chắc chắn sẽ gặp thường xuyên cái ban này. Tại vì trong cái hiện tượng mà kẹt giấy, dắt giấy thì có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân ngày hôm nay là nguyên nhân mà nhiều anh chị gặp phải. Rồi tôi chạy này. Ok, xem là tờ giấy có chạy ra được không. Rồi sau khi chúng ta mở cửa lấy giấy dắt nhịp thứ nhất đã ok, máy đã chạy này. Tôi sẽ nạp giấy tiếp và chúng ta thử tiếp lần lệnh 2. Đây là tôi lệnh có 5 bản thôi, nhưng anh chị và các bạn có khi là trường hợp là chúng ta chạy rất nhiều, 100, 500 trong cái lệnh một lần 500 bản thì sẽ gặp những cái khó khăn. Tôi sẽ lệnh hẳn 100 tờ. Và như tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn trong năm 2023 này,
iCopy Phú Sơn chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái bản mang tính chất thực chiến và nó xảy ra thực tế trên máy photocopy, chứ không phải là một cái bản gì đó tạo ra. Một cái bản tạo ra thì nó sẽ khiến cho anh chị và các bạn sẽ phải suy luận và liên tưởng đến cái hiện tượng trên máy của mình. Những cái bản thực chiến là cái bản mà tôi sử dụng một cái máy đang sử dụng, đang copy, đang in chẳng hạn như vậy, và nó xảy ra cái sự cố mà anh chị và các bạn thấy trên hình đây, và chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tìm nguyên nhân, xem là cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là gì và cách xử lý triệt để vấn đề này khi máy của anh chị và các bạn gặp phải sẽ tiếp cận như thế nào, thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp ở phần tiếp theo của video. Đây là cái tình trạng lặp lại rồi, chúng ta thử đến lần thứ hai thôi, bây giờ chúng ta phải đi tìm nguyên nhân và xử lý rồi. Tôi sẽ mở máy quay và cầm trên tay, không đặt trên chân đế nữa này, để chúng ta tiếp cận bên trong để chúng ta cùng quan sát. Tôi mở cửa trước này. Rồi, bây giờ tôi sẽ để máy quay ở cái vị trí này để chúng ta bắt góc này. Bình thường thì máy anh chị và các bạn sẽ gặp một cái tình trạng là cửa B2 đây, mở ra đây. Chúng ta thấy giấy đang có khoảng... hiện tại chỗ này đang dồn 2 tờ này. Như anh chị và các bạn thấy trên màn hình anh chị nhé. Tôi sẽ tăng cái ánh sáng máy quay lên một chút nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ thao tác đúng như những lần mà chúng ta gặp trường hợp này, chúng ta phải lấy giấy dắt ra này. Rồi ok. Và vấn đề là nguyên nhân, rất nhiều cái trường hợp tương tự này cũng xảy ra, đó là đá cửa B2 mà trong nhiều video trên kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo chúng tôi đã chia sẻ đến anh chị. Nó nếu như liên quan đến cụm kéo giấy thì với máy này chúng ta có 3 khay chứa giấy. Anh chị và các bạn có thể sử dụng chức năng của 3 khay để chúng ta loại trừ cái trường hợp khay chứa giấy rút giấy kém hoặc là làm việc chập chờn, nó cũng có cái hiện tượng tương tự như vậy. Nhưng trong nội dung video ngày hôm nay thì cái hiện tượng này nó bắt nguồn từ một yếu tố khác. Đây, chúng ta sẽ gạt cái băng tải beo bước 4 xuống này. Bắt đầu tôi bắt máy. Ở thời điểm trục B2, trục đồng bộ có một tờ nữa. Tôi đang quay để lấy tờ giấy này ra. Nhưng cái tờ mấu chốt của vấn đề nó khiến những 3 tờ vừa rồi lấy ra nằm ở đây. Anh chị và các bạn quan sát là tôi đặt cái đèn pin vào trong để có cái ánh sáng chúng ta quan sát thấy. Đây là hiện tượng mà rất nhiều anh chị và các bạn dùng máy gặp phải. Nó gây cho chúng ta rất nhiều cái sự khó chịu trong quá trình vận hành máy. Tôi bắt góc máy anh chị và các bạn quan sát này. Không biết là cái độ quan sát có đạt được như cái độ, tôi tăng cái ánh sáng xem là cái nào nhìn rõ hơn. Sợ chiếu đèn pin thì anh chị sẽ bị gắt ánh sáng quá. Đây. Rồi, tôi sẽ tăng bằng ánh sáng bằng trên máy quay. Cái công đoạn tôi làm hướng dẫn anh chị, vừa tôi cầm máy lên là nó có những cái thời điểm nó hơi bị gián đoạn một chút, anh chị và các bạn thông cảm cho tôi. Đây, chúng ta bắt góc này chúng ta sẽ thấy là tờ giấy đang bị chui lên hai cái ở cái vị trí cò room, cò tách giấy của room, và ở miền Bắc thì gọi là trống. Đây là hiện tượng rất thường xuyên gặp, và hiện tượng này xảy ra có những cái nguyên nhân như sau: do thời tiết nồm ẩm, giấy ẩm, máy ẩm cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Và ngoài ra thì còn có cái nguyên nhân chủ quan. Mọi tình huống, mọi ban bệnh tôi đều chia sẻ đến anh chị và các bạn, đó là nó có những cái yếu tố khách quan và chủ quan. Chủ quan có nghĩa là liên quan đến linh kiện vật tư, đó liên quan đến cò tách giấy room, rồi bản chất những cái vấn đề khác, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách để chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Rồi tôi lấy tờ giấy ra anh chị các bạn quan sát này. Đó, nó sẽ nhả đây. Tôi kéo tờ giấy ra để đây. Đây là tôi sẽ bắt góc anh chị các bạn thấy cái tình trạng này. Đây là tờ giấy tôi lấy ra này. Đây là vị trí này anh chị các bạn, tôi chỉ ngón tay trỏ này. Đây là vị trí tờ giấy bị đá lên cái đầu cò, vấp một nhịp và dẫn tới tình trạng là tờ giấy bị cuộn lên. Và với hiện tượng này xảy ra, như tôi chia sẻ, thì nó liên quan đến những cái yếu tố tôi vừa nêu. Nhưng trong video này, khi mà anh chị các bạn nghi giấy thì anh chị và các bạn có thể bóc gam giấy mới ra để test này. Nghi máy ẩm thì có thể anh chị và các bạn sấy cái lòng máy lên. Đấy là toàn bộ những cái thông tin mà chắc chắn anh chị dùng máy anh chị cũng quen các cái thao tác này rồi. Nhưng trong video ngày hôm nay,
tôi sẽ giúp anh chị và các bạn nhìn sâu hơn vào máy và xử lý những nguyên nhân, cái tình trạng mà nó không để nó xảy ra cái tình trạng này tương tự như vậy nữa. Và trong quá trình kiểm tra thì chúng ta đương nhiên cái thao tác đó là chúng ta phải kiểm tra cái độ hao mòn, cong vênh, gãy vỡ của linh kiện vật tư. Trong nhiều video trên kênh tôi đã chia sẻ điều này đến anh chị và các bạn. Trong quá trình kiểm tra thì chúng ta phải chắc chắn là linh kiện vật tư đó không bị khiếm khuyết về phần cơ khí đã. Rồi tôi sẽ tháo để lấy cụm rum ra. Đây là phần mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau ở trong video này. Các cái cách hướng dẫn anh chị và các bạn tháo lắp này, tiếp cận máy móc chi tiết thì tôi đã hướng dẫn rất nhiều trên video trên kênh, anh chị và các bạn có thể search tìm trên kênh của chúng tôi. Chúng ta gạt cái cửa hồi thải mực này. Tôi sẽ tháo cụm cái ốp băng tải bèo. Và trước khi tháo hết đâu thì chúng ta rút rác này. Chúng ta tiếp tục tháo vít để lấy được cụm rum ra. Cái ban này thì rất nhiều người dùng máy rất là, tức là khi mà lặp đi lặp lại quá nhiều, anh chị và các bạn còn cảm thấy rất là bực bội rồi cái khó chịu, và như vậy nó sẽ giảm năng suất công việc và giảm rất nhiều những cái chất lượng sản phẩm. Rồi tôi sẽ lấy cụm rum ra, như anh chị và các bạn thấy này, sau khi mà tháo ốc thì chúng ta sẽ lấy cụm rum ra. Rồi tôi sẽ di chuyển cụm rum này sang cái bàn bên cạnh, bắt góc quay để chúng ta cùng tiếp cận cái bộ phận này. Đây là bộ phận chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Chúng ta biết là hiện tượng là giấy dắt liên tục ở cụm rum, và đặc biệt là chúng ta đã kiểm tra quan sát ở cái tờ thực tế mà chúng ta lấy ra, đó là vấp vô cò rum. Đây là hiện tượng gây rất nhiều phiền toái. Cái bàn gây rất nhiều phiền toái đến anh chị các bạn. Rồi, công việc đầu tiên trong video này thì tôi cách tháo lắp cụm này và làm vệ sinh bảo trì và dưỡng thay thế linh kiện vật tư thì chúng tôi cũng đã phát hành video trên kênh, và anh chị và các bạn là người dùng máy nhiều cũng đã biết rồi. Thì để thời lượng video không quá dài, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi sẽ để nguyên cái tình trạng này vì chúng ta sẽ tiếp cận cái nhân vật mà chúng ta quan tâm trong ban này. Đây là vị trí cò rum. Đó, vị trí cò rum mà tôi sẽ rum gần hơn một chút để chúng ta quan sát này. Đây là nguyên nhân dẫn tới cái ban vừa rồi. Hai nhân vật trung tâm trên màn hình chị và các bạn đang thấy, cò rum tách giấy. Và đây là cái phần mà để lại cho chúng ta. Đây, tôi sẽ để lại đây. Tôi sẽ tạo cái điểm nhấn này để anh chị và các bạn dễ hình dung này. Đây, tôi cài tờ giấy mà đúng là thủ phạm đấy, chúng ta lấy ra đấy. Khi ở trong máy thì tình trạng này xảy ra và tờ giấy sẽ vấp cò và lật ngược lên như thế này. Và như vậy là các tờ giấy phía sau sẽ dồn lại. Anh chị và các bạn là người dùng máy mà không có cái chuyên môn kỹ thuật photo, rất dễ nhầm lẫn giữa cái ban kẹt giấy này với ban kẹt giấy khác. Thì trong ban kẹt giấy ấy, thì nếu như máy ở tốc độ cao 65-75 bản thì anh chị và các bạn nhớ lưu ý một gợi ý của chúng tôi. Tìm cái tờ đầu tiên. Tờ đầu tiên là nguyên nhân các tờ phía sau ấy trong khoang máy của anh chị. Thực tế là những cái tờ giống như dòng chảy, phía đầu bị chặn lại thì phía sau sẽ dồn ứ và tắc lại ở đó. Giống như là tắc đường cũng vậy, cái xe đầu tiên là xe nguyên nhân, còn các cái xe nối tiếp phía sau là xe bị ảnh hưởng bởi cái xe đầu tiên mà thôi. Tờ giấy cũng vậy. Nên anh chị và các bạn là lưu ý cái gợi ý của chúng tôi. Rồi, để giúp cho anh chị các bạn dễ hình dung thì tôi sẽ zoom tiệm cận cái vị trí cò tách giấy này và chỉ cho anh chị và các bạn cái bắt nguyên nhân, và cuối cùng phần tiếp theo sẽ là cái cách để anh chị các bạn xử lý triệt để. Đây, tôi đặt máy quay này, anh chị các bạn thấy nhá. Tôi lấy nét một chút. Đây là cách chúng ta gióng ở ngoài thực tế, còn đây tôi đặt máy quay thì không biết là trên hình nó có đủ nét để anh chị và các bạn hình dung hay không. Nhưng đây là cái cách tôi chia sẻ đến anh chị và các anh chị
có thể áp dụng theo các tư duy thực tế, thực tiễn trên máy của mình. Khi tôi lấy cụm room ra, tôi để nguyên hiện trạng và đừng can thiệp gì vội, vì để tôi còn phải đánh giá cái tình trạng hiện thời là tình trạng dàn cò như thế nào, tại sao tờ giấy cứ vấp lên đó, trong khi tôi đã thay giấy mới, tôi đã sấy lại buồng máy, vân vân. Những cái thao tác đó thì anh chị và các bạn phải để ý. Với thời tiết nồm ẩm hoặc mưa nhiều thì đương nhiên máy ẩm, giấy ẩm sẽ bị nhiều nguyên nhân, chứ không phải nguyên nhân đá lên cò không đâu. Đó thì cái đó chúng ta phải tự kiểm tra và đánh giá thực tế nhé. Còn nếu như giấy tốt, máy tốt thì đương nhiên vấp và có sấy thì nó sẽ liên quan đến chủ thể ở đây, hai nhân vật chúng ta nhìn thấy ở đây. Tôi gióng, tôi đặt ngửa cũng room như này. Tôi phóng tầm mắt giống như anh chị và các bạn nhìn các cái điểm đầu và điểm cuối hàng cò phải thẳng nhau và bề mặt cò phải tiếp xúc sát với bề mặt room. Tôi đang lật ngửa anh chị nhé, để chúng ta quan sát, còn trong máy thì nó sẽ dí gầm. Đây, vị trí đầu cò phải tiếp xúc với bề mặt gầm room. Và đương nhiên rồi, cái thao tác cong vênh gãy vỡ thì anh chị phải kiểm tra thực tế, vì trong video này chúng tôi làm trên trực quan, chứ chúng tôi không có những cái các yếu tố mà có thể để anh chị có bạn biết sâu hơn về những yếu tố khác. Đây anh chị có các bạn thấy này, đầu cò này là đầu cò vấp giấy, và anh chị tôi sẽ zoom, không biết anh chị có nhìn thấy không, tôi sẽ cố gắng diễn tả bằng hình ảnh và cái miêu tả của tôi. Cái cò mà vị trí anh chị các bạn thấy kia thực tế nó không nằm sát tí sát vào bề mặt room nhé, không biết thôi, tôi bắt góc này, nó đang bị hở lên khoảng một vài ly gì đó, dẫn tới tình trạng là tờ giấy bị cứ đến đó thì vấp lại, và không phải tờ nào cũng vấp, có thể nó vẫn cho chúng ta chạy một chục, hai chục tờ, năm ba tờ, vân vân. Cái nhịp mà tờ giấy cuốn lên nó là bất thình lình và liên tục xảy ra nếu như không giải quyết triệt để vấn đề. Thì cái đầu cò vênh lên nó có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên vẫn là khối cụm này, cơ khí, vì yếu tố chủ quan của anh ta mà. Anh ta có hệ lò xo. Và trong cái gầm room thì anh chị các bạn thấy trực tế trên máy đây, cái máy tôi đang quay đây, tôi sẽ zoom xa một chút. Bụi mực, bụi giấy bám rất nhiều trên đây. Đây tôi sẽ quẹt tay một cái này. Đó, rất nhiều mực đây. Bụi bẩn, mực bám. Thì khi mà cái cơ chế cho cái cò tì sát bề mặt room, bản thân nó phải đủ độ dài và mới, cái đó chúng ta bàn chủ quan của yếu tố chủ quan sau. Nhưng thực tế nếu ảnh hưởng bởi phần cong vênh, hoặc để giữ cho anh ta có cái lực bập bênh nhẹ tì vào room này và an toàn, không làm xước sát room, thì nó có cơ chế dịch chuyển bởi một cái lò bánh răng ở phía trong này, và tí nữa tháo ra chúng ta sẽ nhìn cái điều, thấy cái điều này. Nhưng nếu một thời gian dài anh chị chạy mà không bảo trì bảo dưỡng thì bột mực, bột giấy, rất nhiều nguyên nhân nó sẽ làm cho cái cò hở ra như này. Tôi sẽ can thiệp bằng tay để anh chị thấy này. Đây tôi căng rộng ra để chúng ta hình dung nhé. Còn cái cò này thì đang hiện hữu, tôi không can thiệp gì nhưng đang hở một chút này. Đó, nó là nguyên nhân vấp giấy này. Rồi, bây giờ chúng ta tháo ra và tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cái cách xử lý. Ngoài thay mới ra thì chúng ta có những cái cách để chúng ta khắc phục tạm thời. Nhất là những anh chị ở xa, ví dụ như ngày mai chúng ta mới có thể đi mua được cò để thay chẳng hạn. Dù là mòn rồi, nhưng mà mai mới thay thì không lẽ còn một vài trăm tờ chúng ta chịu dở đơn thì sao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải có cái cách để chúng ta khắc phục. Và ở trường hợp nếu cò không quá mòn thì cái cách chúng tôi hướng dẫn anh chị và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được một thời gian nữa. Rồi, chúng ta sẽ mở hai vít này. Và với vít đặc thù này, đây tôi sẽ chia sẻ luôn, với vít đặc thù này ở dàn cò thì nó sẽ có phần gen và phần thịt không gen. Nó sẽ giúp cho cái dàn cò, cái ốc khuyết, cái chiều dài này có thể dịch chuyển trong quá trình dàn cò trái phải, để vị trí cò luôn thay đổi, không nằm một chỗ, giúp cho cái room của chúng ta được bền, tuổi thọ room của chúng ta được bền. Nếu nằm im một chỗ thì anh chị cũng giống như một cái vị trí mà được tì đè suốt ấy, nó sẽ hao mòn, gãy vỡ rất là nhanh. Thì nhà sản xuất họ sẽ thiết kế một cái ốc khuyết dài đây, và cái phần ốc nửa phần gen bắt trong và nửa phần thịt ngoài sẽ giúp cho cái thanh này di chuyển sang trái sang phải. Và cơ chế này hoạt động được nhờ hệ bánh răng chuyển động chung với hệ cơ của cụm room này. Đây, đây hệ chung với cụm bánh răng của cái hệ cơ này. Và cái hệ cơ trong những cái model máy này anh chị các bạn nhớ là cực kỳ quan trọng. Những cái máy vận hành tốc độ cao, anh chị các bạn bảo trì bảo dưỡng và kiểm tra cái hệ cơ bánh răng này thường xuyên. Và hệ cơ nó sẽ quyết định cái sự đồng bộ và ổn định của máy rất là nhiều, đặc biệt những hệ cơ bánh răng trong cái cụm room của chúng ta.
Và một hệ cơ nữa đó là hệ cơ phía đầu để hồi thải và sang lại thải sang cái hopper. Đây là hệ cơ cũng cực kỳ quan trọng trong quá trình máy vận hành. Nếu anh chị và các bạn không để ý, không chăm sóc hệ cơ này, không quay thì tẩu thải tắc sẽ phá bánh răng rất là nhanh, và kèm theo đó là cái máy anh chị và các bạn sẽ cao, có những cái tiếng ồn. Đầu tiên sẽ tiếng ồn vừa phải, dần dần tiếng ồn sẽ tăng lên vì hệ cơ này không quay. Lực bên trong vẫn quay nhưng tẩu thải không quay, dẫn đến phá bánh răng rất nhanh và tạo ra tiếng ồn của máy. Đó, anh chị và các bạn lưu ý cái chúng tôi chỉ ở đây, và nó có hệ bánh răng này. Thì cái nếu anh chị và các bạn cần thực sự quan tâm về cái sự hướng dẫn của cách làm cái hệ bánh răng đó thì tôi sẽ làm phát hành ở video khác. Trong video này chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn. Khi tháo, anh chị tháo hai vít ra thì chúng ta sẽ cầm ở hai tay và chúng ta kéo ra phía lòng mình. Và anh chị và các bạn nhớ một chi tiết. Đây, tôi sẽ bắt góc anh chị và các bạn quan sát này. Chúng ta sẽ nhớ một chi tiết này. Rất quan trọng. Anh chị và các bạn nếu thực hành cùng ấy, nó sẽ có một hai cái lá nhựa, cái miếng nhựa đen. Và tương ứng với phần này, khi mà đút vô thì chúng ta phải biết là hai miếng nhựa đen nó sẽ nằm ở dưới gầm của hai cái lá có sẵn, định hình sẵn trong đây. Tránh trường hợp chúng ta rút ra, chúng ta đưa hai cái lá sai, chúng ta đẩy vô nó sẽ gãy và tổn thất của cái vật tư của chúng ta. Và anh chị và các bạn nhớ một chi tiết chúng tôi chỉ ở đây, đó là cảm biến ID sensor, cảm biến nhìn lên bề mặt room. Và cảm biến này giúp cho máy, bộ xử lý của máy đọc được cái độ phủ mực trên nền room để quyết định cái chế độ cấp mực phù hợp, điều chỉnh cái chế độ cấp mực phù hợp. Và đương nhiên anh ta không phải là nhân vật số 1 quyết định cái chế độ cấp mực của máy. Anh ta sẽ, bộ xử lý sẽ dựa vào thông tin của anh ta để cộng trừ những cái thông tin của cảm biến ở các vị trí khác nhau, như cảm biến trong bộ mực từ và các cảm biến đo lường khác, để cân đối cái tỷ lệ mực trong bộ từ để duy trì độ phủ mực trên nền room, tức là cái độ phủ mực ổn định hay không quyết định rất nhiều các cái vị trí làm việc trong máy. Trong đó anh ID sensor cũng tham gia một cái công việc, đó là anh ta giống như cassette, anh ta kiểm đếm để gửi thông tin độ phủ mực như này ổn rồi thì bộ xử lý sẽ biết để điều hành các chế độ cấp mực và điều hành các cái cảm biến khác làm việc đồng bộ. Và tôi đang nói đến cái cơ chế này, đây là cơ chế mà cái bánh răng quay, trục này quay. Anh chị các bạn sẽ thấy một cái cơ chế dịch chuyển trong quá trình mà chúng ta quay đây, tôi quay đây. À, chị các bạn thấy này. Khi dịch chuyển thì nó sẽ kết nối với bánh răng đen. Bánh răng đen sẽ đẩy cái dàn cò của chúng ta dịch trái, dịch phải, dịch trái, dịch phải. Như vậy, cái vị trí cò tiếp xúc trên bề mặt room sẽ thay đổi liên tục vị trí, không nằm một chỗ và giúp cho room của chúng ta an toàn và bền bỉ. Nếu muốn vệ sinh cảm biến ID sensor này, anh chị và các bạn rút rác và tháo hai vít, nhấc cái cảm biến này ra, vệ sinh thổi thật sạch. Cảm biến cần phải sạch, giống như là cái kính trong suốt ấy, mắt nhìn ấy, kính phải trong suốt, chúng ta nhìn đường mới rõ. Thì với cảm biến nền cũng vậy, cảm biến nền thì cần cái độ trong suốt và chuẩn thì nó mới làm việc đo lường đúng, và bộ xử lý mới dựa vào cái thông số đúng đó để làm việc. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào vấn đề này. Đây là nhân vật chính của chúng ta trong nội dung video ngày hôm nay. Đó là hai cò room, cò tách giấy room. Với cơ chế cò tách giấy room thì đương nhiên tôi nói về cái yếu tố bản chất của anh ta đã. Anh ta làm công việc đó là tì sát cái đầu nhọn này và dưới gầm dưới cửa room, và room sẽ tì với bề mặt beo hoặc bề mặt cao áp dưới của máy. Và khi tờ giấy là tôi đang chỉ tờ giấy đây, là mặt phẳng chạy trên mặt phẳng beo hoặc trên trục cao áp dưới cái đà quay mặt tròn của room, nếu như không có vị trí tách cỏ cò này rất dễ quán tính đó là cuốn ngược trở lên. Nguyên lý thôi, rất nhất là tờ giấy của chúng ta là phỏng. Nếu anh chị và các bạn quan sát đến hoặc là nhìn những cái video mà người dân hoặc là người ở làng nghề cuốn bánh tráng, anh chị sẽ thấy người ta sẽ dùng cái vật tròn để cuốn cho cái bánh tráng đã cuốn dính vào cái lăn đó để đem đi phơi đó. Anh chị các bạn sẽ hình dung vậy. Để ngăn tờ giấy cuốn lên room thì cần phải lắp đặt hai vị trí này, và đầu nhọn của cò sẽ tiếp xúc trực tiếp để ngăn cho tờ giấy không cuốn lên. Và để cái đó hoạt động thì độ chủ quan của anh ta còn mới, còn đầy đủ này, tính năng còn đầy đủ này.
Và anh ta không tỉ sát và giảm lực ma sát nhờ cái cơ chế lò xo hai đầu. Đây anh chị các bạn thấy, với cơ chế lò xo này sẽ giúp cho cái cò của chúng ta sẽ không tỉ áp quá chặt, mà cơ chế lò xo nó sẽ giảm độ ma sát dập dềnh. Và cơ chế lò xo này rất quan trọng, anh chị và các bạn lưu ý, nếu rơi gãy vỡ và anh ta nằm dưới gầm room nhưng lại nằm trên beo ảnh, nằm trên beo bước 4, nếu như anh ta bị rơi lò xo hoặc bất cứ cái điều gì tác động để anh ta ngửa ra ngoài như này, thì anh ta sẽ là nguyên nhân đâm xuống bề mặt beo băng tải ảnh, làm rách beo băng tải ảnh. Anh chị các bạn khi bảo dưỡng máy, chăm sóc vệ sinh dàn cò, nhớ kiểm tra cơ chế lò xo, kiểm tra cơ chế tai treo cò đó. Tránh trường hợp chúng ta làm việc này thì chúng ta lại ảnh hưởng đến việc khác. Như vậy là kỹ năng để bảo trì bảo dưỡng máy photo và kiểm tra những cái phần hư hỏng trong máy photo là cực kỳ quan trọng, nó đòi hỏi độ chính xác và có chuyên môn đó. Còn nếu anh chị có bạn là người dùng máy tập làm theo video chúng tôi hướng dẫn thì nhớ cái cơ chế này, cơ chế cài dàn cò nó không được gãy vỡ, và cơ chế lò xo móc thì tí nữa chúng ta sẽ móc trở vô. Tôi đang nói về cái tác dụng của dàn cò đã. Đó, chúng ta móc này. Với móc thì chúng ta sẽ biết là anh ta sẽ, chức năng chính của anh ta nó là tì vào gầm dưới của bề mặt room để ngăn không cho tờ giấy cuốn ngược lên phía cụm room. Nhưng nếu bản thân anh ta bị lỗi, anh ta sẽ hướng xuống bề mặt băng tải beo và cắm. Trong quá trình vận hành, anh ta sẽ làm rách, xé rách beo của chúng ta. Mà beo ảnh thì tùy theo model máy, có những cái beo ảnh hơn 1 triệu rồi. Tôi không nhớ rõ lắm về linh kiện vật tư nhưng nó cũng là tiền triệu. Và anh chị có bạn lưu ý, nếu máy nguyên bản anh chị nhập mua của những nhà sản xuất uy tín hoặc là những cái máy bãi nhập về thì bộ lò xo này là nguyên zin. Nhưng có những cái máy dựng, kỹ thuật viên thiếu chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết, họ thay đổi cơ chế lò xo. Tôi ví dụ họ thay đổi cơ chế lò xo dẫn đến độ căng trùng sai. Lò xo nguyên bản sẽ rất là êm, nhẹ, nhưng nếu vào tay người thợ mông má máy, họ không có hoặc họ làm rơi hoặc là bản thân cái máy họ thu hồi về nó bị rơi mất cái lò xo này rồi, họ sẽ thay những cái lò xo khác với cơ chế cứng hơn hoặc sai cái độ mềm. Mềm quá thì co trùng, mềm quá thì sẽ trùng, và trùng anh chị sẽ thấy nó sẽ hở xa ra như này, và sâu hơn nữa nó sẽ cắm xuống mặt beo và xé rách mặt beo. Còn căng quá thì nó sẽ tì liên tục ghi vào bề mặt room và nó sẽ là nguyên nhân làm mòn room, xước room rất nhanh. Anh chị lưu ý cái sự chia sẻ này từ chúng tôi. Đấy, nên là có nhiều người hỏi mua máy nguyên bản thì cần gì phải kiểm tra, cần gì phải làm. Nếu như nguyên bản thì ok, nhưng nếu như máy dựng, máy dọn mà họ không biết về chuyên môn, họ thay cái dàn lò xo khác vô, độ cứng, độ mềm khác, không phải là lò xo chuẩn cho thiết chuyên do nhà thiết kế, thì là nguyên nhân nhé anh chị nhé. Rồi, sau khi vệ sinh này, kiểm tra, đấy là bước thứ nhất anh chị các bạn. Nếu mòn quá đương nhiên chúng ta phải thay, trong video nào tôi cũng nói điều đấy. Còn nếu như mòn vừa mà như tôi đã chia sẻ, anh chị các bạn đang cần gấp một cái lệnh mà mai cửa hàng bán vật tư mới thay, thì chúng ta làm nào? Không lẽ chúng ta chờ đến ngày mai và khách đầu giờ sáng khách phải lấy tài liệu để đi dạy học, đi họp vân vân. Thì tôi chia sẻ đến anh chị một cái bí quyết để giúp anh chị các bạn giải quyết vấn đề này. Chúng ta sẽ sử dụng một miếng giấy nhám mịn số 0 như tôi để trên màn hình đây. Và anh chị các bạn, đây tôi sẽ chia sẻ. Điều này thì ít người chia sẻ nhưng tôi mạnh dạn chia sẻ đến anh chị các bạn. Nhưng lưu ý, bất cứ cái gì chế, cái gì khắc phục thì nó cần cái sự tinh tế của người làm. Có thể chúng tôi là chuyên gia về máy photocopy, cách chúng tôi cảm nhận vấn đề đó là vừa đủ, cái đó thì là vừa tới. Nhưng anh chị các bạn chưa có chuyên môn thì tập dượt và làm từ từ, làm theo cái gợi ý của chúng tôi. Anh chị và các bạn trải cái miếng giấy nhám mịn số 0 này ra trên một mặt phẳng tuyệt đối như là bàn hoặc miếng đá anh chị nhá, đừng trên cái cơ chế cập gây. Anh chị và các bạn cầm cái đầu cò giống như tôi đang cầm ở đây, hướng cái mặt mà tì lên bề mặt room, cái đầu nhọn vát này. Sau đó anh chị các bạn mài nhẹ thôi, tay thật nhẹ để anh chị cảm nhận là bề mặt cò đã được trượt trên bề mặt giấy nhám. Sau đó anh chị vuốt cạnh phải, vuốt cạnh trái, làm nhẹ đều từ từ, đừng làm dứt khoát một lần và mài đi mài lại nó mòn hơn. Chúng ta đây là chúng ta tạo cái độ, cái bụng nó vẹt và sắc nhọn để nó
ốp tì lên bề mặt room để cái trường hợp mà cuốn giấy lên room sẽ không xảy ra nữa. Đây là cái gợi ý và chia sẻ chuyên môn của chúng tôi, và cái này nó đòi hỏi cái sự tinh tế và tích lũy kinh nghiệm nhiều năm của kỹ thuật viên, và không có nhiều video chia sẻ sâu như video của chúng tôi như thế này. Rất mong anh chị và các bạn đón nhận và chia sẻ đến chúng tôi những cái bí quyết nghề thêm mà chuyên môn anh chị và các bạn đã trải qua, được đúc kết. Nếu không phiền thì có thể chia sẻ đến chúng tôi để chúng tôi chia sẻ đến nhiều anh chị và các bạn nữa. Rồi, chúng ta mài nhẹ này. Mài cạnh trái, mài cạnh phải. Và anh chị các bạn trong quá trình mài cái bụng dưới đi, cái phần mà nó tì lên gần room, anh chị các bạn cũng dùng tay lia cái sống lưng trên. Nếu trường hợp anh chị có phát hiện ra một cái điểm khuyết hoặc là xước cũng sẽ dẫn đến thị trường tờ giấy sẽ chạy dưới gầm của anh ta, mà khi xước vấp một nhịp nó sẽ đẩy cho tờ giấy. Chúng ta đang tua chậm, rất chậm, với máy 75 bản thì chưa đến một giây một tờ giấy từ khay đã rời khỏi máy và hoàn tất rồi, thì chúng ta biết cái tốc độ sai số 0% giây, nó đã vấp một nhịp 0% giây, nó sẽ dẫn đến tình trạng bộ xử lý sai số những cái vị trí sensor đo giấy đi trên đường di chuyển của giấy, lập tức sẽ báo rắt giấy. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao có một tờ giấy rắt thì hàng bao nhiêu tờ bị rắt lại là như vậy. Chưa kể những cái máy tốc độ cao, cực cao như là 90 hơn 90 bản trên phút thì 0% giây nó đã dẫn đến tình trạng sai số và bộ xử lý ngưng và báo lỗi. Đây là gợi ý từ chúng tôi, không phải là công thức đo lường, anh chị và các bạn lưu ý điều này. Rồi, nếu như anh chị và các bạn phát hiện cái khiếm khuyết phía trên lưng cò thì anh chị và các bạn lật ngược nó lên và cũng mài nhẹ. Mài nhẹ để tay chúng ta vừa cảm nhận thấy cái lực của cò tì trên tờ giấy, sau đó chúng ta lại kiểm tra. Anh chị và các bạn cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy. Khi nào cảm nhận độ mịn, độ phẳng của cái mặt cò, của lưng cò là ok, anh chị lắp vào, tôi đảm bảo anh chị sẽ chắc chắn sẽ thành công. Nhớ mài lực vừa phải, chúng ta mài để lấy độ bằng phẳng, độ sắc nhọn, chứ không phải chúng ta mài để làm cho nó mòn đi đó. Và nhớ một lưu ý lặp lại lần thứ ba, đó là kiểm tra cơ chế của dàn cò tách room, tách giấy room anh chị nhé. Bảo dưỡng anh chị các bạn có thể dùng một chút dầu nhẹ nhẹ vào đây để cho cơ chế này nó tốt đó, và thường xuyên bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra dàn cò room sẽ giúp cho room của anh chị bền và sẽ loại bỏ cái nguyên nhân rắt giấy cò dưới gầm trống anh chị nhá. Rồi, sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp vô, tôi sẽ lắp trở vô này, sau đó chúng ta lại lắp vào máy và test lại cùng nhau. Rồi, chúng ta khi lắp hai cái phần nào, chúng ta kéo cân tay như này thì chúng ta lắp vào cũng vậy, chúng ta đặt và ấn cân tay hai cái lực vừa phải và đảm bảo là cái cá nhựa nó sẽ ở dưới cái gầm nhé. Đây là tôi hướng dẫn từ xa của anh chị các bạn, khi mà tháo trong máy ra, trước khi tháo hãy chụp cho tôi một cái bức ảnh tổng quan là dàn cò nằm như thế nào, đó, nằm như thế nào và vị trí tiếp xúc với cái gì, thì anh chị các bạn lúc lắp vô anh chị hoàn toàn yên tâm, chỉ cần mở ảnh ra thôi, mở hình ra thôi, anh chị các bạn có thể làm đúng và không sai số như là cái trường hợp là chúng ta cứ tháo ra. Và trong quá trình lắp vô thì chúng ta nhớ là chúng ta kiểm tra độ xê dịch, vì nguyên lý của dàn cò nó phải xê dịch trái phải được, anh chị các bạn lưu ý điều này. Đó, nó có độ dơ nhất định để nó trượt trái trượt phải anh chị nhé. Đó, nếu như máy dàn cò của anh chị mà dịch chuyển trái phải này, anh thấy nó bó cứng lại, thế anh chị các bạn phải xem cơ chế ốc. Rất nhiều máy dựng cũng thay ốc, không phải ốc zin. Đó, ốc là ốc gen một mạch, nhưng như vậy anh chị căng hết tay thì lập tức dàn cò bó đứng lại và vết này sẽ là vết cứa lên room. Đó, anh chị các bạn lưu ý điều này. Và cơ chế bánh răng dịch chuyển, anh chị các bạn cũng có thể dùng một chút dầu silicone hoặc một cái mỡ nhẹ, mỡ hệ nhẹ, mỡ tra cho những cái cơ chế nhẹ chút xíu thôi để cơ chế dịch chuyển trái phải nó trơn. Đây, anh chị lắc như này thấy có độ dơ là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp trở vô máy và test. Có một số những cái gợi ý của chúng tôi anh chị và các bạn áp dụng trong nhiều cái tình huống mà lần một không được thì anh chị và các bạn có thể xử lý lần hai. Vì không có công thức, tôi đã nói với anh chị các bạn ở phần đầu video,
những cái gợi ý của chúng tôi không phải là công thức. Những cái gì thuộc về công thức thì nó sẽ là một cái triết lý hay là một cái mẫu chung. Nhưng cái những cái chế hoặc những cái khắc phục này là những cái gợi ý để anh chị và bạn có thể xử lý cái tình huống trên máy của mình. Và đã gọi là xử lý tình huống thì mỗi tình huống nó có một cái góc tiếp cận khác nhau trên yếu tố thực tế. Với máy của tôi mời mài đi 1-2 gem, nhưng mới với máy của anh chị và các bạn có thể mài đi 3 gem hoặc là ngược lại. Đó, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến trên thực tiễn máy của mình, chứ không phải là chúng ta cứ dập khuôn là vào mài một lúc thì chúng ta cứ mài một lúc. Nó liên quan đến cái yếu tố cụ thể, tình huống cụ thể. Và anh chị các bạn cứ yên tâm là khi gọi cho chúng tôi thì chỉ trừ khi cái giờ quá khuya hoặc là những cái lúc chúng tôi bận bịu những công việc chuyên môn của mình. Còn có những anh chị các bạn có gần 11 giờ đêm vẫn hỏi ban chúng tôi và rất lịch sự có nhắn trước khi gọi, đó là giờ này còn thức không để làm phiền hỏi máy một chút, thì thời điểm mà chúng tôi chưa ngủ chúng tôi sẽ chủ động gọi lại là anh chị các bạn cần chúng tôi hỗ trợ điều gì. Và tiêu chí của chúng tôi đó là chia sẻ đến những cái chuyên môn mình biết đến cộng đồng, đến những anh chị và các bạn với hình thức hoàn toàn miễn phí 100%. Đó, anh chị và các bạn cứ chủ động gọi đến chúng tôi khi mà anh chị và các bạn thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đưa ra những cái gợi ý giúp cho anh chị và các bạn có cái định hướng để giải quyết cái vấn đề máy anh chị và các bạn gặp phải. Và anh chị và các bạn cũng phải thông cảm là tư vấn từ xa thì đôi khi nó cũng không phải là có những cái ban sẽ khó khăn cho cả người trực tiếp cho lẫn người tư vấn. Thì không phải là cái ban nào chúng tôi nhận được thông tin cũng có thể giúp cho anh chị có nguyện giải quyết được. Nhưng đại đa số là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được. Rồi, tôi sẽ khoan lắp các cái ốp vội. Chúng ta sẽ test nhanh để cho thời lượng video nó không quá dài. Rồi, tôi sẽ lắp cái ốc bình mực trước, sau đó chúng ta cùng nhau test. Tôi bật máy. Và anh chị và các bạn cũng cứ mạnh dạn đưa ra những lời góp ý trên những cái nội dung video chúng tôi làm. Đấy, có những cái điều đã hoàn thiện, có những cái điều còn khiếm khuyết, hoặc là có những cái nội dung chưa chi tiết lắm, chưa giúp cho anh chị và các bạn giải quyết vấn đề, thì anh chị cứ đề xuất. Chúng tôi sẽ làm những cái video với chủ đề tương tự, chi tiết hơn. Và để khi mà một cái sự chia sẻ nào đó từ phía chúng ta thì chắc chắn rồi, mong ước của người chia sẻ đó là cái sự chia sẻ của mình sẽ được cộng đồng, đầu tiên sẽ là được cộng đồng đón nhận. Và thêm một ý nghĩa nữa đó là sự chia sẻ của mình sẽ, tức là cái người nhận được sẽ thực hành thành công và giải quyết được vấn đề khó khăn cụ thể. Rồi, như tôi đã nói, cái rất nhiều cái ban mà khi cái đèn cảnh báo rắt giấy đây, tôi không biết anh chị có nhìn thấy đấy. Hồi nãy chúng ta lấy ra thực tế tờ giấy chưa đến khu vực này, nhưng đèn cảnh báo vẫn báo, và hồi nãy chúng ta tắt máy bật lại thì khi chúng ta bật lại máy, máy cũng vẫn xác nhận là thao tác đó chưa được giải quyết. Thì anh chị và bạn sẽ mở cửa này, coi như một động tác reset và đóng máy lại. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test máy xem là cái phần chúng ta giải quyết đã ổn hay chưa. Tôi sẽ nhấn lệnh 50 tờ và chúng ta sẽ đồng hành xem là chúng ta giải quyết được vấn đề hay chưa. Trong thời gian chờ máy test thực hiện cái lệnh mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau ở cái phần
tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục sự cố giấy bị cuốn ngược lên room. Thì tôi cũng chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái thông tin đến những cái sản phẩm dịch vụ từ chúng tôi, iCopy Phú Sơn, chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo từ căn bản đến chuyên sâu. Lĩnh vực đào tạo của chúng tôi đó là chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa máy photocopy phần cứng của tất cả các hãng máy, tất cả các model cho khóa căn bản máy đen trắng, và khóa chuyên sâu dành cho anh chị và các bạn mua những gói bao gồm cả máy photo màu. Thời gian đào tạo tùy theo từng gói, từng khóa có thể từ 3 cho đến 6 tháng. Khóa chuyên gia để anh chị và các bạn làm được những cái máy đặc thù, máy khổ lớn, máy in, những cái máy đặc thù của các hãng, thì thời gian học mất 1 năm. Anh chị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, giới thiệu những anh chị và các bạn đã có nghề nhưng chưa có việc làm để chúng tôi cùng chia sẻ đến những anh chị và các bạn đang là chủ doanh nghiệp, đang cần tuyển dụng lao động chuyên ngành. Rồi, tôi sẽ tiếp tục chạy 50 bản nữa để chúng ta xác nhận. Địa chỉ văn phòng học viện của chúng tôi đó là 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 0964 405 366. Số điện thoại của chúng tôi ngoài tiếp nhận thông tin về tuyển sinh đào tạo, giới thiệu việc làm, số điện thoại của chúng tôi còn có một cái ý nghĩa, một cái thông điệp, đó là anh chị và các bạn đang làm trong lĩnh vực kỹ thuật máy photocopy, hay là anh chị đang là chủ các cửa hàng photo kinh doanh dịch vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc, khi gặp bất cứ khó khăn gì về kỹ thuật máy photocopy, vui lòng nhấc máy và hãy gọi cho chúng tôi. Chắc chắn đầu dây anh chị và các bạn sẽ nhận được một cái sự vui vẻ hỗ trợ hết mình từ phía chúng tôi, hoàn toàn miễn phí. Đó là thông điệp mà chúng tôi chia sẻ ở rất nhiều video, và có rất nhiều anh chị và các bạn đang ngồi xem video này đã từng không dưới một lần nhận cái sự giúp đỡ hỗ trợ từ chúng tôi. Đó là sự cam kết hỗ trợ kỹ thuật máy photo miễn phí cho tất cả các anh chị, cho tất cả các nhãn hiệu máy và các model anh chị các bạn dùng với khả năng và chuyên môn của chúng tôi, vì không có một người nào có thể biết ngóc ngách mọi vấn đề trong lĩnh vực của mình phụ trách. Đó, nhưng tôi đảm bảo những kiến thức chúng tôi chia sẻ sẽ rất bổ ích cho anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào website iCopy.com.vn hoặc máy photo Phú Sơn trên Google. Anh chị và các bạn hãy chia sẻ kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy của chúng tôi đến nhiều anh chị và các bạn hơn nữa. Biết ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ và gửi cho tôi, chúng tôi những đề xuất để làm những video rất hay gửi đến cộng đồng máy photo của chúng ta. Tạm biệt anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở những video chia sẻ tiếp theo của iCopy Phú Sơn.